quý vị, trưa 19 tháng 6 năm 2023, Công an quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với ông Tô Quốc Khanh, 50 tuổi, trú ở phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, về tội đánh bạc, quy định tại khoản 2 điều 321 Bộ luật hình sự. Công an quận Tây Hồ cũng khởi tố đối với ông Nguyễn Văn Thi, 52 tuổi, trú phường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, và ông Nguyễn Tuấn Anh, 54 tuổi, trú tại phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, về cùng tội danh. Bị can Tô Quốc Khanh từng là người phụ trách bộ môn cờ tướng thuộc Tổng cục Thể dục Thể thao, đồng thời là lãnh đội tuyển cờ tướng Việt Nam dự SEA Games 32. Ông Khanh được công an quận Tây Hồ cho tại ngoại nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú trong quá trình điều tra vụ án. Trước đó, ngày 24 tháng 5 năm 2023, công an quận Tây Hồ đã bắt giữ ông Nguyễn Văn Thi và ông Nguyễn Tuấn Anh về hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua không gian mạng. Tại cơ quan điều tra, ông Nguyễn Văn Thi khai nhận, ngoài đánh bạc với ông Nguyễn Tuấn Anh, ông Thi còn cấp cho ông Tô Quốc Khanh một tài khoản cá độ bóng đá để ông Khanh đánh bạc. Biết ông Thi bị bắt giữ, ông Khanh đã đến công an quận Tây Hồ đầu thú và thành khẩn khai nhận hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá của mình. Ông Tô Quốc Khanh từng là lãnh đội tuyển cờ tướng Việt Nam dự SEA Games 32. Tuy nhiên, sau lùm xùm liên quan đến việc nhiều kỳ thủ tên tuổi có phong độ tốt bị gạch tên khỏi danh sách đội tuyển cờ tướng Việt Nam tham gia thi đấu tại SEA Games 32, ngày 28 tháng 4 năm 2023, ông Khanh đã bị cách chức lãnh đội, đồng thời bị loại khỏi danh sách tham dự SEA Games 32. Thời điểm đó, ông Đặng Hà Việt là Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao cho biết, ông Khanh trong vai trò phụ trách bộ môn cờ tướng, lãnh đội tuyển cờ tướng Việt Nam tham dự SEA Games 32, nhưng không tham mưu báo cáo đầy đủ các vấn đề của đội tuyển cho cấp trên, dẫn đến xảy ra những vụ việc mà dư luận bức xúc. Đây không phải lần đầu tiên ông Tô Quốc Khanh can dự sâu vào nội tình đội tuyển cờ tướng Việt Nam. Trước đó, thời điểm cờ tướng Việt Nam chuẩn bị tham dự giải vô địch thế giới 2022 tại Malaysia, ông Khanh cũng đã tham mưu với Tổng cục Thể dục Thể thao triệu tập đội tuyển với thành phần kỳ thủ mà nhiều người có thành tích không đáp ứng tiêu chí lên tuyển những tin tức mới sẽ được báo Thanh niên liên tục cập nhật tại thanh niên vn và kênh YouTube báo Thanh niên. Kính mời quý vị bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông kênh YouTube báo Thanh niên để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube báo Thanh niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.